Lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì hiện tại em đang ở bãi đánh vạc bằng keo. Đấy thì đối với anh em thợ đánh chim cũng biết ấy, hiện tại ở ngoài miền Bắc thì nhiệt độ nó khá là khắc nghiệt ấy. Đấy, về ban đêm thì nhiệt độ nó đa số là 13 đến 14 độ C, còn ban ngày thì tầm khoảng 17 đến 18 độ. Đấy, đối với cái nhiệt độ này thì về cái cách chọn keo thì nó khá là phức tạp đấy và khó khăn. Đấy, đối với anh em thợ chuyên nghiệp cũng như là thợ mới chơi mà mua nhầm phải những cái loại keo mà không chịu đựng được ở cái thời tiết này thì đánh rất là khó. Đấy thì nội dung của video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tới anh em thợ đánh là về một cái mẫu keo đấy, chuyên dụng dùng để đánh ở tất cả các thời tiết. Về cái keo đây anh em này. Về keo đây. Keo này thì cũng khá là nhiều video giới thiệu chi tiết cho anh em rồi. Đấy thì bây giờ em xin giới thiệu về cái ưu điểm của nó nhé. Đối với ưu điểm của nó thì khi anh em mua về là anh em sử dụng trực tiếp đánh luôn. Đấy, không phải đun nấu. Đấy, bởi vì cơ sở là đã sơ chế cho anh em hết rồi. Đấy, đóng bỏ vào hộp như thế này. Còn về keo này thì hình dạng nhận biết của nó thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy, nó có màu sáng trong như thế này. Đấy, màu sáng trong. Đấy, keo này về ưu điểm của nó thì anh em có thể là sử dụng đánh được tất cả các thời tiết. Đấy, ví dụ như là thời tiết nắng nóng vụ tháng 8 vừa rồi. Đấy, hoặc là hiện tại thì bây giờ là cuối tháng 10 âm lịch rồi. Đấy, thì nhiệt độ nó khá là khắc nghiệt. Đấy, keo này nó vẫn có độ bám của nó rất là tốt. Đấy, nó không bị co keo. Đấy, về keo này thì hiện tại thì về cái nhiệt độ như thế này này. Đấy, anh em mua về ví dụ mà thời tiết lạnh như thế này thì anh em có thể là hơ qua lửa. Đấy, hơ nóng ấy. Hơ nóng lên rồi anh em vào que thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, còn khi mà ra ngoài rồi nó đã bám vào que rồi thì nó sẽ tự cân đối được cái nhiệt độ. Đấy, ví dụ mùa này đánh vạc hoặc là anh em đánh còi trắng mà không sử dụng cái loại keo này thì cái tỷ lệ nó mất cái con chim để con cò mà anh em đánh được thì tỷ lệ nó rất là cao. Còn về keo này về cái nhiệt độ nắng nóng ví dụ như tháng 8 hoặc là cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch ấy. Đấy, lúc đấy anh em cũng là đang đánh cò đánh vạc di cư rồi thì keo này nó sẽ không bị chảy nhiều ở que ra. Nếu đặc biệt nếu mà anh em đánh ở que tre thì tỷ lệ chảy là không bao giờ có. Còn ví dụ anh em đánh ở trên nan cáp quang ấy, anh em bôi vừa đủ kích thước để anh em cứ ngâm cả ngày vào thì que nó sẽ cũng không bị chảy anh em nhé. Đấy, con keo này thì đơn giản thôi. Đấy, và anh em cứ mở ra như thế này là anh em sử dụng này. Đấy, ngoài đánh cò đánh vạc ra thì anh em sử dụng là đánh chim. Đấy, đánh tất cả các loại chim dính lông hoặc là đánh chuột, đánh ruồi. Đấy, cũng khá là hiệu quả. Đấy, còn về bãi vạc anh em có thể thấy là tại thì bây giờ là sáng sớm này, đêm qua vạc không đi anh em ạ. Đấy, cũng đi quay vạc cho anh em nhưng hôm qua vạc nó không đi. Ở đây là cái trận địa mà đánh vạc bằng keo. Đấy, nhiều nơi gọi là đánh vạc mù ấy. Đấy, thì hai con mồi kia là hai con mồi thật nhưng mà nó bị mù mắt rồi. Đấy, đánh thì chỉ cần là một khung khung nhựa như thế này thôi. Đấy, tầm khoảng 1000 que, hai con vạc mồi là đánh ok. Còn keo đây anh em này, thực tế keo đây là keo này là để dặm đấy. Keo để dặm thì anh em có thể thấy là đấy, vứt ở ngoài mưa này, ngoài nắng này kệ. Khi được vạc thì chúng ta đi dặm. Đấy, độ bám dính của nó vẫn rất là cao này anh em này. Đấy, cực kỳ là cao luôn. Đấy, kéo tơ ra như thế này thì đánh con cò con vạc vào thì nó không sợ mất anh em. Đấy, que đánh vạc thì đa số nó sử dụng bằng que tre. Đấy, đây thì anh có sử dụng nan cáp quang này, nhiều nan cáp quang đánh thì khi ra keo nó hơi bị rít anh em. Anh em mà mua keo mua que thì bên cơ sở nhà em là có bán que tre kèm theo cả lan cắp qua. Anh em nào mà có nhu cầu về cái môn gì thì anh em cứ liên hệ cho em. Đấy, quay qua cho anh em một chút. Đây là về bãi vạc này. Đấy, còn về khu vực khum lèo kia. Đấy, còn về những cái que nó dính lông nhá thì bây giờ ra quay thực tế cho anh em luôn. Đấy, que dính lông thì nó nằm ở khu vực kia, chỗ khum lèo ấy. Đấy, khum lèo đây. Khum lèo là những cái que dính lông mà ở bữa trước đánh được nhiều nhiều ấy. Đấy, vạc bây giờ thì nó cũng gọi là vào cuối vụ ở khu vực miền Bắc rồi. Đấy, nhưng mà vẫn bánh nai dai được thêm vài tháng. Đây, đây là những cái que mà dính những cái lông con vạc đây anh em này. Đấy, đấy, độ bám thì vẫn khá là ok. Bây giờ muốn tách bỏ ra thì phải ngâm nước, xong bắt đầu tẩy xăng anh em. Để tẩy xăng thì, nó mới thành được những cái bó sau để mình đánh. Đây. Đấy, rất là nhiều anh em nhé. Đấy. Đấy, thực tế thì giới thiệu cho anh em về một cái loại keo cực kỳ là tốt. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mua ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn bây giờ thì em xin chào nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.